Buổi sáng sớm tại quán bạ. Hôm qua gia đình nhà mình với em Điệp bốc phòng đôi có 300 ngàn thôi các bạn ạ. Cũng khá là được ấm à, view nhìn ra đường có 300 ngàn thôi nhá. Đó, 300 rưỡi bớt cho 50 để còn 300, khá hợp lý. Phòng ốc rộng. Ngoài trời cũng khá là lạnh, vẫn chịu đựng được. Đấy, bây giờ là lên Đồng Văn, tiếp tục cuộc hành trình lên Đồng Văn mọi người. Anh em đang đùm mà ba lô vào đây. Đây, thiếu cái dây của anh em Dư không? là Không dư dây à ta? Dư. làm gì có dây dư đây. Đây. Dư một chắc là hai chục nhé đấy. gì nó cầm qua đấy. Phòng ốc rộng rãi, người ta hai giường đôi này, kinh chưa? Tin hôm qua lần đầu tiên nằm với chú Điệp bên này. Đó. Xuất phát, mình ở nhà nghỉ gì nhỉ? Mình ở nhà nghỉ Hoa Sim à? Đúng không? Bị ấy đấy, đi nặng chờ một tí. Hoa Sim, Hoa Sim. Hoa Sim 2. Mình ở Hoa Sim 2 ngay thị trấn Quảng Bạ. Thị trấn hay là cái gì ta? Cái gì Quảng Bạ em nhỉ? Huyện Quảng Bạ. Huyện Quảng Bạ hay là thị trấn? Huyện đúng không? Huyện Quảng Bạ. Huyện Quảng Bạ, nhưng đây nó cũng là thị trấn gì đấy của Quảng Bạ. Đây này, thầy chị nó có lộn xuống đó nào. Xã Quảng Bạ. Nói sai hết rồi. Xã Quảng Bạ. Xã Quảng Bạ nhưng mà ngon lành đấy nhỉ. Đẹp chứ. Đây. Xã huyện chúng huyện Quảng, à, xã Quảng Bạ là huyện Quảng Bạ luôn. Xã huyện xã Quảng Bạ mà huyện Quảng Bạ luôn. Nhà nghỉ Hoa Sim giá chỉ có 300k, 350k em Điệp đã làm giá xuống 300k. Đi xe hơi làm giá phòng quá xịn sò. Hiện tại bây giờ là 8:20, anh em xuất phát lên Đồng Văn các bạn nhá, phố cổ Đồng Văn. Trước khi đến đó thì ta sẽ đi tìm một quán ăn để chiến đấu. Đâu đây, cái gì đây? Bán đá sạch. Ui, xe nó lướt sướng không? Xe thì đã cháy thay nhớt ở thành phố Hà Giang rồi. Ở bún này. Và cái quán đấy anh ạ, nó to. Xuống dưới kia quán bé, lăng không ăn thua đâu. Em sợ là không có xăng có chứ em. Giờ cây xăng người ta mất đời, còn 94 cây nữa vào ăn sáng mọi người ơi. Quay lại thấy quán kia nó to to kìa, ăn cho nó ngon miệng, ăn cho nó ngon miệng để ta đào một phát lên Đồng Văn luôn nhỉ. Lên Đồng Văn thực ra là còn có 95 cây nữa thôi, nhưng mà vì đường nó quanh co, nó hiểm trở, nó dốc quá, chính vì vậy là đi cũng phải mất 2 tiếng mấy 3 tiếng đó mọi người, không thể đi nhanh được. Chiều qua anh em ăn được ngay có cái chỗ kia đẹp lý tưởng. À, con thích uống rượu ngô không? Ở đây đặc sản là thắng cố và rượu ngô. Bún này, vịt vàng là cái gì? Vịt nàng. À, vịt là nhé quên. Là có chưa? Có chứ. Rồi. Hết tiền mua xuống xe. Mình dậy sớm. Ăn ngay món bún làng vịt này. Đó, ăn bún vịt mọi người nha, lên là bún vịt làng. Bún vịt làng. Ui thơm thế. Lên Quảng Bạ ăn món này. Thơm nhỉ, lần đầu tiên ăn đấy. Ở dưới anh làm gì có bún 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 không vịt làng này đâu. Không có bún vịt luôn. Chín thử xem nào. Ngon quá mọi người ơi. Tỏi ghi vị sậy. Tuyệt vời quá. Trời lạnh lạnh ăn bốc khói luôn này. Cho anh ít đi, cho anh ít đi, ớt đi. Ít thôi, ít thôi, ít thôi. Rồi, rồi, ok. Này, em này có dưa muối này. Bỏ đi, bỏ vào. Ngon nhỉ. Chất lượng ngay như các bạn nhá. Ngay của trung tâm xã Quảng Bạ luôn. Quán bún làng vịt này. Chép vào được tử không? Có, cho chị tí. Cho nó đỡ bị ho. Đúng rồi anh, cứ cho như vậy, nó ít là được. Rồi, rồi, ok như vậy đấy. Rồi mời cả nhà đi. Quán lẩu vịt các bạn ạ.
Đó, vịt bún vịt buổi sáng có bún vịt ăn ngon lắm. Cái nước ăn đá thôi rồi. Mà cũng rất là rẻ nhá. Ờ, tất cả là 6 tô mà có 170 thôi à. 6 tô 170 quá rẻ. Trung bình cũng 3-40 một tô thôi rẻ. Đây các bạn tới Quảng Bạ thì cứ ghé vào đây ăn sáng các bạn nha. Rất là ngon bình dân. Không có chặt chém đâu. Đó. Ngay xã Quảng Bạ, huyện Quảng Bạ. Hợp lý, giá ăn hợp lý, rẻ. Năm mốt nó đang nghỉ ở kia kìa. Yên Minh miền nhớ. Phục vụ ăn uống ẩm thực công viên. Đặc sản địa phương, các món chay, cay lạc cay. 17 Thái Bình này. Còn hắn đi phượt thấy nhà mình có cái đồ quay này, đồ với đồ đoàn nhiều. Thôi mình đi thôi nhỉ. Đi thôi. Mình cũng vậy thôi. Mình chứ. Nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi chơi bời rồi. Thôi tin ngủ à con. Bạn 23 này đi lấn đường thế. Ôi đào kìa, ui đào đỏ đẹp chưa? Đào đỏ đẹp đi kìa. Đẹp tươi rồi. Đây là Yên Minh chỉ có chừng đó thôi. Chưa đến anh. À chưa đến, chưa đến. Thị Huy xã Yên Minh này. Nhà nghỉ hotel này. Ở Dinh Chứ. Đang đây, kinh tế cũng mạnh đây nhỉ. Đường đa số là đèo dốc đi rất là chậm. Anh đã huấn luyện cho gia đình nhà anh một cách sống vật vờ. Vật vờ. Cách sống vật vờ. Nó khác người. Sống ở đâu cũng sống được. Nó vật vờ. Em thấy nước ngoài người ta bán người gia tài, người ta làm một cái xe mobile home á, đưa con đi khắp thế giới, chỗ nào cũng là nhà. Nhưng họ phải có nguồn thu động. Thì họ sẽ có cái nguồn thu chứ. Họ làm YouTube, họ làm TikTok, họ làm TikTok, gì đó. Họ làm cái gì đó để có tiền. Chứ nếu mà họ đi, họ treo móm lên thì lại chết. Đi xong rồi đi về phá sản. Hoặc là họ có những căn nhà cho thuê. Đúng họ rồi. Họ có người tiền, người tiết kiệm. Nói chung họ phải có điều kiện. Hotel Hoàng Vũ này, sẽ có theo đường dưới, hắn nghỉ, đây xuống dưới này, đấy, nhà nghỉ ấy. Cộng đồng, đây, nó chẳng lên trên nóc kìa, khiếp không? Bán tải, rất kiểu bán tải này thì kinh rồi. Nhưng mà con này chở gà vịt cho em ạ, đúng không? Ok, cái lồng đó là gà lồng gà vịt đấy, nó lấy từ dưới nó lên, đúng không? Nó bán trên vùng cao, cho các nhà hàng, nhập cho các nhà hàng, chứ nó vậy chứ. Các nhà hàng này, gà mông đâu nhiều vậy, đúng không? Nó mà nhập ở đâu ra đó chứ? Lấy ở các tỉnh khác về. Ừ. Lấy đâu ra gà mông nhiều vậy? Đây, xe chơi à? Làm gì đấy? Ui cái đoạn dốc này dốc này. Mình vẫn đi số 1 thôi các bạn ạ. Chưa phải là Mã Phi Lèng, chưa phải là Tứ Đại Đỉnh Đèo, mới là đường đi xuống Đồng Văn thôi. Mà bò như con rùa, tại vì dốc quá. Mình đang đi số 2 à, đi số 1. Không phải thắng luôn nhá. Tình thảo mới nhớm thắng một xí thôi. Đó, xuống dốc nguy hiểm hơn lên dốc rất là nhiều, nên các bạn đi xe phải hết sức cẩn thận. Còn nhiều xe mình thấy là đi đỏ đèn liên tục và rất nguy hiểm đối với đường đèo này. Đấy, những cung đường vắt nghèo rất lạ. Mình vẫn luôn luôn bám đường. Đấy, ông đang làm gì vậy?
ném đá à? Kiểu mày vạch quần đá ấy. Tôi đây mà shipper thì cũng hơi vất vả nhỉ. Đi giao một đơn của nó phải chắc phải mười mấy ngàn. Đơn nó chắc đắt đấy. Mã vận phí vận chuyển của Hà Giang cũng cao. Cao. Chứ không phải phí vận chuyển như mấy tỉnh khác đâu. Đó. Mình đi vẫn đúng len đường nhá, không có lấn đường. Mình đang ở Yên Minh rồi này. Yên Minh 1 km. Đến rồi. Rồi lên, lên khu vực đông dân cư, lên số D đi. Thoải mái chưa các bạn? Cấm còi đấy, đừng có còi. Ờ, cấm còi kìa. Sao lại cấm còi ta? Còi làm ồn. Trong thành phố ấy, trong có những khu vực một khu vực trụ sở nó, các cơ các quan. Các trụ sở như cơ quan nó không cho còi. Chỉ nhìn xem nào. Ờ, nó quy định giờ. Ôi chết mẹ. Nó quy định giờ em. Cái gì đâu anh? Cái tiệm thuốc ấy, đi chậm chậm ở đây, đây nhiều lắm. Đấy đấy, để ý tiệm thuốc đi. Chỉ nhìn để ý bên phải đi, để nhìn bên trái nhá. Vâng. Xong là tìm chỗ mà mua đồ mới trung tâm luôn. Xá của Yên Minh. Tìm chỗ mua đồ luôn. Để tìm đi chợ mua đồ ăn luôn. Này 1 km là Yên Minh rồi này. Trên này tiệm thuốc nó ít nhỉ. Mua đồ ăn với lại nó vùng sâu anh. Ừ. Phải trụ sở cái gì đó đông dân cư như vậy chứ. Đây đây cũng là khu trung tâm rồi đấy. Khu đông dân cư này chắc là đi những cái đoạn đường đèo này ù hết tai các bạn ạ. Ù tai kinh khủng. Hình như cái món cơm rang trên này nổi tiếng hay sao, thành quán nào? Quán nào cũng cơm rang đúng không? Không. Hello. Ngày thứ 8 gia đình nhà Hiếu vật vờ ngồi trên xe. Ăn chơi hát lượn từ Bắc vào Nam, từ Nam vào Bắc. Đang ù hết tai này. Đi trên đường đèo á. Bán gì này? Đồ hũ á. Đồ hũ. Trung tâm xã Yên Minh các bạn ạ. Yên Minh, Hà Giang. Huyện đấy. Trung tâm huyện chứ. Huyện Yên Minh. Trung tâm huyện Yên Minh các bạn nhé. Đây là thị trấn à? Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh. À? Ờ, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh. Đây đây đây, Phan. Rồi, vào tiệm thuốc. Không có ai. Đẹp. Ôi, đẹp rồi. Đang còn nghỉ Tết. Hôm nay mùng mấy rồi? Đẹp với Yên Minh nó đẹp chứ nhỉ? Đó, một thị trấn vùng cao mà khá phát triển này. Nhà lầu, nhà lét em thấy không? Mà. Đông hoành tráng, cà phê đấy. Nó thị trấn của cả một huyện đấy. Ừ. Vin tin cẩn thận. Chợ Yên Minh. Ê, con cá chấm to cho em này. Con cá chấm to chưa? Đi cả. Đi Jin ơi, Jin ơi, đi đi. Jin đi với cô chủ điệp, với cô Tuyên. Chúng mình đi là tốn khá nhiều thời gian về mua đồ, rồi đi chậm, rồi dừng xe nghỉ ngơi các bạn ạ. Không có đi nhanh, không có tấp nập gì hết. Cứ thong thả đi. Giờ lại tìm view đẹp để nấu ăn buổi trưa. Không quan trọng là thời gian bao lâu, quan trọng là an toàn và vui vẻ. Không cần chạy xô chạy sáo đến một địa điểm nào các bạn nhé.
đi phượt giống như gia đình nhà mình là vậy đấy. An toàn là trên hết, và thứ hai là vui vẻ trên dọc đường đi, thứ ba nữa là cảm nhận được cái quá trình đi các bạn ạ. Nên gia đình nhà mình đi rất là chậm, vào chợ mua đồ mua ăn xong rồi để chuẩn bị nấu ăn. Ai già ơi, ăn ra mạch đấy, ăn ra mạch rồi này. Ơi hoa đẹp chưa kìa, xuống trên đây 10k lại có 10k nữa à? 10k đó, tắm dọc mạch dọc đường đấy. Tính bender từ đầu tới đây. Hà Nội. Hà Nội. À, hai cụ đang xì hào suy, ta làm xì hề. Chứ ai cho nó mát đây, không say không về nhá. Sao anh không coi? Anh không bắn hai bên đường luôn. Ác người chỗ nào cũng thu tiền nhỉ? Đúng rồi, nó là. Nếu như lát nữa thu tiền mà những điểm này á, cho hai chị em xuống check in thôi. Anh em mình ké thôi. Chứ đừng vào bốn người luôn. Nói vậy thôi cũng đúng thôi, người ta phải chăm sóc. Mất công gieo phải chăm sóc mà mình đâu phải sướng vào mà đớp được ngay. Phải chi tiền chứ. Ê, cái thằng này kinh nhỉ. Cậu lao ác thế. Cũng giống như đoàn kia là mấy ông đàn ông đứng trên đâu có vào đâu. Chỉ mấy bà phụ nữ vào chụp hình chắc ít như vậy. Vì mình chụp mình cũng có đăng được mấy. Mà để tức là để cho phái đẹp họ thể hiện. Nhưng mình cũng sẽ cực ké, em yên tâm đi. Thỉnh thoảng ra trùng ven đường đồng văn 41 cây. Con chó ngủ. Chỗ này đẹp này. Rất là nhiều đá tai mèo. Độ cua này anh nghĩ là phải 15 độ nhỉ, 15-20 độ em. Kinh thật, tại vì dớn ga lên là thấy to tiếng nữa. Đồng văn 39. Đá tay mèo đây mọi người này, đặc sản của Hà Giang đây. Đặc sản của Đồng Văn. Tặng núi đồi em nhỉ. Úi giời giời. Thế mà họ vẫn phải canh tác trồng ngô này, hoa màu trồng sắn này. Mình đang đi on off số D nhỏ on off. Vòng tour lên 2000, hơn 2000. Dốc khá là dốc, các bạn có thể xem trong video đó. Các bạn chưa cảm nhận được cái độ dốc đâu. Dốc lắm luôn. Yếu lắm rồi đấy. Mày không gì. Chuẩn lên được. Tay đi. Số 2. Tại vì mình lên cái vụ này là cua nhiều đà, nó không có đà xe. Nó cua nhiều quá nó tự nhiên nó lì máy. Lì máy lại. Vẫn không có vấn đề gì cả. Xong là đi với tốc độ chậm thì vẫn cứ tà tà mà đi thôi. Nó cũng không phải là mạnh nhưng mà nó cũng tạm được ổn. Thì là còn ngon đấy chứ. Và đây là chở phun tái nhiều đồ đó mọi người nhá. 6 người. Đồ đoàn thì kinh điển rồi. Đồ đoàn phải bằng 2 người lớn nhỉ. Nặng chứ. 2 người lớn ấy. Hello. Rất là tự nhiên. Người Mông ở trên này nói tiếng Anh giỏi như tiếng Việt. Đúng rồi. Họ có cái vốn của họ kia. Cái từ ngữ tiếng dân tộc Mông nó không có dấu. Đá mèo này. Kinh nhỉ. Sát sát bên này chứ người ta phải vật những tảng đá này ra để làm đường đúng không? Người ta phải lấy máy phá. Lấy máy phá đá. Một em pho đầy mới này. Rồi cho vượt đi. Tín cho nó cũng không ngã gì mình đâu.
Oh, thì chạy sướng rồi. Trên đường đèo này đường xe nó đầm chắc ấy nhỉ. Vào cua nó cũng không rung lắc. Đây, em xem chỗ nào được. Thì sẽ chỗ này đường ngon không? Có nước không? Không, nước đi thì hơi khó đấy em ạ. Tại vì không có chỗ dâm. Không có chỗ dâm thôi. Nước thì mình không hy vọng. Tại vì lên trên này đã thì lên đây là phức tạp. Đã phức tạp rồi. Đã khó nước rồi. Ui dồi ôi. Đá kìa. Lắp cả mã ở đây. Chuẩn bị lắp cả mã hả? Nó chỉ đây lắp cả mã cách mấy cây ấy. Một cái mấy ấy. Vậy hả? Bây giờ ta phải tìm cho ăn này. Không, dốc cả mã thì phịch xuống đây luôn. Chơi ở đó luôn à? Xem dốc cả mã thì phải check in các kiểu chứ. 26 ở đâu nhỉ? 26 26 Sơn La anh. Sơn La. bảy Đắk Lắk chào anh em nhá. 26 Sơn La chào anh em nhá. Dốc thẩm mã kìa. Thầm anh hơi đang đứng check in kìa. Không biết nó phải thế nào chứ. Ôi nhìn xuống em kìa. Tại vì mình chưa tìm thấy điểm nào để mà dâm mà xuống. Kinh nhờ. Đẹp hùng vĩ nhỉ. Ôi nhìn xuống. Một lần phải đến Hà Giang các bạn ạ. Các bạn phải đến Hà Giang nhá. Mình rất tuyệt đẹp quá. Núi non hùng vĩ. Đây các bạn này, các bạn trẻ đeo gùi này có thể là chụp hình với họ. Mình không có chỗ để xe rồi. Chụp gì sách đá đây? Văn trái. Sách đá. Nhưng mà chỗ đỗ đâu? Không có đồ xe. Thế nó mày đều quan trọng. Đấy người ta trồng củ cải ra đường xuống đổ trộm. Chắc là súng xin được á. Các bạn trẻ này đi đâu đi vệ sinh à? Bãi sư tử biến vần trái bãi sư tử á, sao lại nhỉ? Sư tử con đá nó giống con sư tử đây, thôi. Đây mình vào đây không? Không, mình ở đây làm gì, anh đi tìm chỗ thôi. Đây những người mong đứng đó làm gì ta? Ý là để đây dừng xe. Mình phải đến chỗ nào nó phải dâm phải không? Dâm mình còn nấu ăn. Dâm mình sợ Sơn La trời. Cột điện nó để trên trong đây. Đó, cái đường nó tranh vơi trên đỉnh kia các bạn kìa. Lát nữa anh em trèo lên đó đấy. Lên, nó nhân được. Kíp nhỉ, đá nó chênh vênh mọi người thấy không? Đây thì rất dâm nhưng mà chẳng có chỗ nào đường rộng. Đá nó chênh đều đi lên đây đường chênh vênh luôn em nhỉ. Mình có lên đấy thật không đấy? Có. Lên mà em. Núi nó cao kinh quá. Đúng rồi, mình lên đấy đây. Ghê, nếu làm những cái con đường này con đường kinh khủng nhỉ. Kinh đỉnh luôn, nó kinh khủng luôn. Công sức bỏ ra, tiền bạc bỏ ra không biết bao nhiêu ở đây. Đây là hai quả núi nó như thế này, xong rồi ta làm đường hai quả núi xèo nhau. Thấy choáng váng không? Thế mà sao mấy xe nó chạy nhanh thế nhỉ? Đi quen đường. Quen đường thật. Mình không dám chạy nhanh mọi người. Wow, trời ơi con đường Xpander Cross chở phun tải. Vượt đèo. Vượt đèo Hà Giang. Kinh điển thật. Bắt đầu lên này em nè, chuẩn bị lên này. Chuẩn bị mình sẽ lên vòng vèo vào đó này. Ủa, cao thế mà lên thấp à bà. Con cần lên được. Rồi, chuẩn bị lên đó nha, em nhìn này. Nói chung là nếu mình đi xe máy là mình cũng hốt hết đấy. Mình hốt. Chưa lái độ cao như này đâu. Ừ. Dốc riết như này đâu, chúng ta lái xe máy là phải kỹ thuật cũng phải khá đấy. Lên trên kia có điểm check in em kìa. Hình như dốc thẩm mã, đúng rồi. Dốc thẩm mã kìa đấy. Đúng nó đấy, chỗ mà chỗ đó là dốc thẩm mã. Đúng dốc thẩm mã đấy. Chỗ này mình phải dừng ở đó đúng không? Đúng rồi. Không dừng cũng được. Không, phải dừng trước. Đúng rồi. Chuẩn bị các bạn ơi, lên dốc thẩm mã này. Xpander Cross full tải. Lên dốc thẩm mã.
mình đang về số 2. Lên trời ơi, kinh không các bạn ơi. Dạ mà cái đèo này đèo Mã Pì Lèng chứ. Mã Pì Lèng riêng mà chị. Lên. Wow. Bây giờ lên đây là kinh gì? Tuyệt vời, kinh không? Em sợ sợ không? Bây giờ nó vùi cái gùi hoa kia để chụp ảnh đây. Chụp ảnh kia, đúng rồi, đúng rồi. Cho bao nhiêu thì cho đấy. 10.000, 10.000, 10.000, 10k. Để người ta chụp ảnh check in đấy. Lên. Kinh thật. Chắc nhiều người họ đi một lần Hà Giang thôi chứ chắc họ không dám đi lần thứ hai nếu như mà say xe. Lên này, bây giờ lên kia này. Cái chỗ đậu xe không ta? Chắc là chắn chỗ này phải có chứ nhỉ? Có chứ. Có chỗ đậu xe để mình check in chứ. Kia đây. Bãi đậu xe rất khu vực biên giới Campuchia, quên Trung Quốc. Trung Hoa, Trung Hoa. Xã Phố Cáo. Các bạn nhỏ gì mà đứng vây đen cái xe này mà? Nó xin đấy. Xin tiền thì mình đâu có cho nó được. Nó đẩy hộ đấy. Nó đẩy hộ đấy, nó xuống giúp đẩy cái xe kia làm gì đấy? Xe gì đấy mà sao Ford Ranger mà đẩy? Nó bị em sao nó nhờ. Mọi người đấy ơi. Kinh điển không? Đứa nào ăn bim bim đi con, chứ lát lại nấu cơm. Vào được không? Ăn bim bim đi cho nó. Ừ, xem có xe vào không? Chạy xuống đây luôn. Anh chỉ sợ xe bên theo trên này này. Nó thục vào này. Rùa đấy. Bảo rùa đấy. Đúng không? Tên đang rửa quán nước kìa. Hả? Đi anh đi đi. Người ta xin nhan cho đấy. Để luôn đây, tí nùi. Vào tí nữa. À, mình vào phần trong luôn. Cảm ơn anh. Đây, đây. Không phải rua. Thế nhưng mà mình check đường đi xem nào. Sao lại phải vòng ra kia để đi à? Không đi lên đây à? Không đi lên đó em. Cái gì đó? Em ơi, đây là dốc Thẩm Mã à? Dốc Thẩm Mã. Dốc Thẩm Mã. Con đường kinh khủng các bạn ạ. Mình sẽ quay cho các bạn con đường vừa mới đi qua nhé. Kinh khủng luôn. Ôi trời ơi. Mọi người ơi. Kinh thật. Dã man. Không ngờ là lần này mình lại đi được đến đây cùng với em xe ít ban đời của mình. Ơi tin Jin này, bạn tin Jin này, cho em một gói bim bim đi. Bim bim đâu rồi? Mẹ lấy cho em một gói bim bim đi. Em lấy cho các em bé một gói bim bim đi. Không cho đâu. Đây đi, chạy đi đâu đây? Mấy túi rồi em? 8 túi hả? Cái gì? Cái này á? Cái này chắc 2 túi chứ? 2 tuổi rồi. Ừ. Con của em à? Vâng. Ờ. Không có dép đâu. Mẹ. Không có dép. Chị em năm nay mười mấy tuổi? Em đi con em đi. 16. 16 chứ vợ em? 18 chưa? 18. Vợ em 16. Không phải đâu, em 13 thôi. 13 như vậy là có con từ là 11 tuổi. Không phải đâu. Đúng vậy. Phải con không phải em? Mẹ ở đây này. À thế này. À. Mẹ rồi. Đi, tin gì nữa đi con. Chú Điệp ơi nhìn cháu nha. Đâu chị Nhung đâu? Đây, Nhung béo đây. Lấy cửa. Ôi những cô bé. Điều này để chúng ta có thể chụp hình đây. Chụp hình thì cho các em tiền. Khách du lịch khá là đông luôn. Ui rồi cung đường kìa. Em Bích Văn Đơ từ Hà Nội kìa. Hôm nay mình vừa mới vượt mặt.
Hello, Hiếu đang đứng tại dốc Thầm Mà các bạn ạ. Vừa mới chạy tới lên. Đẹp, giả ma luôn những cung đường phía sau mọi người thấy chưa? Đây này. Ui giời ơi. Mọi người thấy chưa? Đây là con dốc Thầm Mà huyền thoại các bạn ạ. Những cung đường uốn lượn huyền thoại. Đẹp quá là đẹp luôn. Phun tải. Đi chơi thích không? Mấy cậu bé. Thế đi nhanh nhớ chụp đi. Qua đây này Hi ơi. Mấy cậu bé này đẹp gái ra phết đấy nhỉ. Cô gái á. Người mong người đẹp gái cho phết đứng để chụp hình. Chụp nhá. Mọi người lên đây có thể là nhờ các em chụp hình rồi cho bao nhiêu. Cho các em tiền chưa? Cho rồi, cho rồi. Ừ. Cho. Đồng khách ghê. Ôi em nè, Mây Bách nè. Hòa Bình. Ra Hòa Bình. Đâu thế vào đâu đi để em chụp cho anh. Từ. Ôi, V12 luôn hả? Mây Bách đấy. Mây Bách này Mây Bách xịn đấy em ạ. Có khung chứ không gió được sau kìa. Kinh nhỉ. Những bạn nhỏ lên đây rất là nhỏ bé tội chưa này. Tội nhỉ, trời ơi, còn áo kìa. Xem mình được em. Anh chụp không? Hello.